Xin chào tất cả mọi người, chúng ta đang có mặt tại Vinhome Ocean Park 2 của Văn Giang Hưng Yên. Và đây là một trong những dự án có quy mô cực kỳ lớn đến từ chủ đầu tư Vinhome. Và hôm nay thì xin mời anh chị sẽ theo chân tôi, chúng ta sẽ tìm hiểu một cái rất là mới mẻ. Đó là phân khu phố Hàn Cây Thao. Hiện tại thì đã được di chuyển xe ô tô vào rồi, mở cửa tự do anh chị nhé. Chúng ta đang ở trên đại lộ san hô, rẽ vào đây chúng ta có phố Hàn Cây Thao và đường san hô số 01 đó. Đây là đường san hô số 01 anh chị ạ. Đường san hô số 01 này thì chúng ta đi thẳng. Con đường này rộng 20m và nó là một trong những cái đường chính kết nối từ đường đại lộ san hô chúng ta vừa đi từ Vincom Megamall vào đến cuối cái đường san hô 01 này, chính là cụm chung cư cao cấp xây quanh hồ tạo sóng 18 hecta. Đó, đây là đường san hô 01 anh chị nhé. Đường này là 20m, một trong những cái đường lớn của Vinhome Ocean Park 2. Ở trong Vinhome Ocean Park 2 ấy, thì chúng ta chỉ có những cái cung đường nó rộng loanh quanh đâu đó khoảng 13m đường nội khu thôi, còn cái đường này nó rộng đến 20m vì nó là cái đường trục chính anh chị ạ, kết nối từ đại lộ san hô, từ các cái phân khu khác, từ Vincom sang đến khu hồ tạo sóng. Đây, ở đây là ngã tư anh chị nhé. Chúng ta rẽ phải thì chúng ta sẽ ra hồ tạo sóng, tổ hợp biển tạo sóng lớn nhất thế giới này, vì rất rõ ràng đó, vài bước chân thôi là đến. Chúng ta rẽ trái thì chúng ta sẽ ra đến đường vành đai 3.5. đây đó, đường vành đai 3.5, phố Hàn Cây Thao. Đối diện bên kia sẽ là khu Venice, còn trong này sẽ là phố Hàn Cây Thao. Đó, chúng ta có thể đi vào trong các cái tuyến phố ngách này. Nếu mà không phải cái tuyến phố nào mà chủ tư họ không cấm xe cơ giới thì chúng ta vẫn đi xe vào bình thường được. Những cái đường mà chả thẻ nhựa này thì đi được ô tô anh chị nhé. Còn cái đường mà lát đá thì chúng ta sẽ đi bộ thôi, hoặc đi bằng các cái phương tiện khác. Còn đường này là đường ô tô, cái đường chả nhựa này sẽ đi ô tô anh chị ạ. Phố Hàn Cây Thao thì chủ tư cũng đã triển khai cái việc mà cho thuê những thương hiệu, mời anh chị đến đây thuê, thuê mặt bằng và chủ tư hỗ trợ tiền thuê từ 18 đến 24 tháng đối với tùy từng sản phẩm shop house tại phố Hàn Cây Thao. Ở đây thì hiện tại cũng đã mở cửa tự do để cho tất cả mọi người có thể vào tham quan dự án, rồi tham quan trải nghiệm cái không gian Hàn Quốc. Tạm thời là không gian theo kiến trúc trước, còn cái không khí về con người, về lễ hội, sự kiện thì có lẽ là trong thời gian tới sẽ được tổ chức. Chúng ta, nó chỉ xoay quanh cái cây thao này, nó chỉ có hai cái đường chính thôi. Một là cái đường đại lộ san hô 1 này, và hai là cái đường vành đai 3.5. Hôm nay thì hoàng hôn rất đẹp. Đây là một cái tuyến phố của phố Đông Ba, một tuyến phố cơ bản. Sẽ kết nối từ san hô 1 vào đến bên trong này thì anh chị sẽ biết là nó là gì. Đó là khu phố đi bộ cây Tris. Cây Tris này sẽ kết nối từ khu vực quảng trường ra đến khu vực cầu sóng. Thì mình cũng đã có rất nhiều clip mà mình đi thực tế dự án bằng chân ấy tại phố Hàn Cây Thao rồi, thì anh chị có thể tham khảo tại kênh YouTube VPQ TV. Còn đây là clip chúng ta đi thực tế bằng phương tiện xe cơ giới để xem có thể được vào được các cái đường nào. Thì cái phố Hàn Cây Thao này quy mô nó là 1/2, một trong hai phân khu của Grand Gu Hà Nội, mang phong cách Hàn Quốc. Và đây sẽ là concept ẩm thực rồi kinh doanh dịch vụ, ngành hàng liên quan đến cái kiểu Hàn Quốc. Đó, đây là chúng ta đang đi ở cái tuyến phố mà sẽ giáp với đường san hô 04 của phố Hàn Cây Thao. Chúng ta cứ rẽ phải, rẽ trái đều thông đường hết. Nó là hình ảnh bàn cờ, đi đâu cũng được, rất tiện, rất đẹp. Hoàng hôn hôm nay thì rất rực lửa. Đây, phố Hàn Cây Thao thì kết nối ra vành đai 3.5. Đây là vành đai 3.5 anh chị nhé. À, đây là đường đại lộ san hô số 01.
Đó, cái cây cầu sóng này mà chúng ta hay nhìn thấy trong clip của tôi thì anh chị cũng có thể nhìn thấy. Đó, cầu sóng kết nối từ trung tâm thương mại Vincom sang đến phố Hàn Cây Thao. Cái mặt này chúng ta gọi là mặt đường đại lộ San Hô. Những căn shop house mặt đường này sẽ là PD gọi là viết tắt của đại lộ San Hô, DLSH. Đó, Cây Thao. Còn đây là cái cổng chính của Vinhome Ocean Park 2 này. Chúng ta tiếp tục rẽ phải. Nó là đường vành đai 3.5. Đây là cái đường gom ở phía trong của phố Hàn Cây Thao này. Còn phía ngoài là vành đai 3.5 này. Cái mặt này sẽ là mặt phố đông của Cây Thao. Có cái cầu đông tây kết nối giữa đôi bờ. Đó, cầu đông tây kết nối từ Cây Thao sang Venice. Còn phía trong này là khu vực quảng trường. Quảng trường Cây Thao. Và hiện tại thì ở đây mặt bằng chủ tư hỗ trợ từ 18 đến 24 tháng. Với giá thuê mặt bằng sẽ dao động từ khoảng 20 cho đến khoảng 100 triệu đồng một căn tại phố Hàn Cây Thao. Trên 1 tháng anh chị nhé. Trên 1 tháng thì trong khi đó nếu mà anh chị thuê mặt bằng ở đây chúng ta sẽ ký thuê sẽ là 3 năm. Tối thiểu sẽ là 3 năm. Và chủ tư hỗ trợ từ 18 đến 24 tháng tùy vị trí của từng sản phẩm nữa. Và kinh doanh cái gì? Chúng ta sẽ kinh doanh rất nhiều các cái thương hiệu đồ ăn, đồ uống, dịch vụ, thời trang liên quan đến cái phong cách Hàn Quốc. Đó, sẽ phải đây để sẽ vào cái lại cái đường mà vào hồ tạo sóng cũng như là phố Hàn Cây Thao mà chúng ta vừa đi. Đó. Nói chung là chúng ta sẽ đi vòng tròn cái phố Hàn Cây Thao này, nó gần như là hình vuông và chia ô bàn cờ ở các cái không gian phía trong. Chúng ta sẽ quay lại để vào một cái ngách để anh chị xem nó có cái gì. Những căn shop house tại phố Hàn Cây Thao hiện tại thì vẫn đang mở bán với chính sách bán hàng cực kỳ tốt đến từ chủ đầu tư Vinhome. Tặng xe VinFast VF8 với những sản phẩm dưới 20 tỷ. Tặng xe VF9 với những sản phẩm trên 20 tỷ. Đó, đó, đây là các bạn trẻ check in cực kỳ đỉnh, cực kỳ đẹp. Có điều gì mà chúng ta lại phải rủ nhau vào đây check in vì nó có những cái kiến trúc Hàn Quốc độc lạ. Bạn này chơi cả hairstyle của Hàn Quốc luôn, nhìn giống mấy cosplay. Còn đây là không gian quảng trường anh chị nhé. Quảng trường hiện tại cũng còn rất nhiều những sản phẩm shop house đẹp của phố Hàn Cây Thao để anh chị có thể đầu tư sở hữu. Vị trí này chụp ảnh cực kỳ đẹp anh chị ạ. Một là hoàng hôn buông xuống, hai là nó ở ngay quảng trường trung tâm. Đấy, các bạn trẻ, có vẻ là chúng ta nhiều bạn trẻ thế hệ Gen Z bây giờ thích xì tai Hàn Quốc. Mình thì thế hệ 9X nên là không thích lắm xì tai Hàn Quốc, không phải là fan K-pop. Nhưng mình yêu thích cái sự tươi trẻ, sự mới lạ, sự năng động của các bạn trẻ. Điều đó truyền năng lượng rất nhiều cho mình, cá nhân mình thôi. Phố Hàn Cây Thao hiện tại đã hoàn thiện gần như là toàn bộ rồi anh chị ạ. Một số phân khu thì còn đang lát lốt cái đá ở các cái tuyến phố đi bộ thôi. Hoặc là hoàn thiện những cái chi tiết rất là nhỏ về cảnh quan, các thứ concept thôi. Còn về cơ bản thì đã hoàn thiện rồi. Cây Thao đi thẳng đây là ra hồ tạo sóng anh chị nhé. Và cụm chung cư ở khu vực và quanh hồ tạo sóng. Hoàng hôn hôm nay thì cực kỳ đẹp. Và anh chị nào đang có nhu cầu đầu tư tìm hiểu những cái sản phẩm tại phố Hàn Cây Thao Grand Gua Hà Nội để đầu tư thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin tư vấn các cái chính sách bán hàng cập nhật từ chủ đầu tư Vinhome. Ví dụ như cập nhật đến thời điểm hiện tại chúng ta có cái chính sách về vay vốn ngân hàng ấy thì chủ tư sẽ hỗ trợ theo hai mức. Mang một là lãi suất cố định 3.5%, thì cái thời gian hỗ trợ lãi suất sẽ là 30 tháng. Còn nếu mà anh chị vay mà muốn cái lãi suất hỗ trợ là 0% thì chúng ta sẽ được hỗ trợ trong thời gian là 23 tháng thôi anh chị nhé.
Nếu anh chị nào không vay ngân hàng, không sử dụng đòn bẩy tài chính, trả bằng tiền mặt thì chủ tư chiết khấu thẳng 10% vào giá bán. Nếu anh chị nào thanh toán sớm thì cũng sẽ được chiết khấu luôn và ngay thêm 10% dòng tiền vào giá bán. Đó là những chính sách bán hàng cực kỳ tốt đến từ chủ đầu tư Vinhome. Ngoài ra thì với quà tặng sẽ là những chiếc xe VinFast thương hiệu của VinFast VF9, VF8 dành cho giá trị tùy được sản phẩm, và chiết khấu tiền thuê lên đến 4% trên năm. Nếu anh chị nào mà nhận chiết khấu giờ giao cho chủ đầu tư vận hành để nhận chiết khấu tiền thuê luôn ý, thì sẽ được chiết khấu 6,5% thẳng vào giá bán. Còn với anh chị nào tự kinh doanh thì sẽ được hỗ trợ nội thất 1,75 triệu đồng. Còn giao cho chủ đầu tư thì họ sẽ hoàn thiện cái sàn tầng 1 để họ cho các đối tác, các khách hàng thuê, họ thuê. Đó chính là điều đặc biệt của cây thao. Và từ cây thao thì đi qua vành đai 3.5 là chúng ta sang bên kia, chúng ta nhìn thấy đó, đó là phân khu Venice. Cây thao thực ra thì cái quy mô của Venice và cây thao này nó không quá lớn. Nó vừa đủ dùng thôi, nó đủ cái không gian để chúng ta đi bộ, chúng ta kinh doanh, chúng ta khám phá, chúng ta tạo ra các cái sự kiện hoạt động vui chơi giải trí, tạo thành một cái điểm đến của Văn Giang Hưng Yên nói chung, cũng như là vùng phía đông của Hà Nội nói riêng, trở thành một điểm đến hút khách, thu hút giới trẻ, thu hút khách du lịch, và trở thành cái điểm gần như là sẽ tạo thành một cái tour tuyến tại khu vực Văn Giang này. Đó chính là cái điều đặc biệt của phố Hàn Cây Thao. Và mình cũng thắc mắc là nhiều bạn trẻ bây giờ giàu thật sự, các bạn trẻ có thể có điều kiện, gia đình có điều kiện, hoặc là các bạn làm kinh doanh giỏi, rất nhiều bạn sẵn sàng đầu tư các cái thương hiệu để kinh doanh, ví dụ như tại Venice hay là tại Cape Town này chẳng hạn, rất nhiều thương hiệu cá nhân các bạn build up lên để phát triển, nó là một điều rất tuyệt vời. Và chúng ta đang đi tại phố Hàn Cây Thao, đường gom của vành đai 3.5. Bây giờ chúng ta sẽ tạt qua khu Venice một xíu, đằng nào cũng mất công đi rồi. Vành đai 3.5 thì sau này sẽ kết nối từ đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng ra đến đường quốc lộ 5 cũ anh chị nhé. Đó, bên này sẽ là Venice. Venice thì bây giờ đã hoạt động rồi, đã hoạt động trên 400 thương hiệu. Trên 400 thương hiệu đã về rồi, thuê mặt bằng để kinh doanh rồi. Hoàng hôn bên sông Venice, mình có một clip hoàng hôn, thì hôm nay chúng ta có hoàng hôn bên phân khu Venice của Grand Go Hà Nội. Tên dự án thì trước đây là chủ tư họ đặt tên là Mega Grand Go Hà Nội, còn hiện tại thì chúng ta sẽ gọi ngắn gọn hơn thôi, Grand Go Hà Nội, bỏ cái chữ Mega đi. Chủ tư họ mới đổi tên lại là Grand Go Hà Nội thôi, Grand Go Phú Quốc, Grand Go Hà Nội. Sau này sẽ có thêm các cái khu khác ở đâu thì mình cũng chưa biết, nhưng mà hiện tại thì đang có hai Grand Go như vậy. Và cái cách hoạt động thì ở Grand Go Hà Nội sẽ hơi khác ở trong Phú Quốc một chút, đó là nó có thêm cái phân khu mang phong cách Hàn Quốc, phố Hàn Cây Thao. Còn ở Phú Quốc nó chỉ có Venice thôi, sông Venice. Hoàng hôn tuyệt đẹp, Grand Go Hà Nội đông đúc, cuộc sống nhộn nhịp, một cái thành phố mới, một cái new city mới tại chuỗi ba khu đô thị lớn Vinhome Ocean Park 1, Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3, tạo thành một cái chuỗi thành phố mới, một cuộc sống của những cư dân mới, một điểm đến mới của giới trẻ, của tất cả mọi người. Và chúng ta hôm nay thì đang đi một vòng quanh Grand Go Hà Nội. Đầu tiên là chúng ta đi phân khu Cây Thao, còn bây giờ chúng ta đang lang thang ở phân khu Venice. Đại gia nào đi research. Nó đây là cái tầm chiều chiều này thì nhiều người ta đến, người ta check in vui chơi tại Venice. Anh
chị có thể nhìn thấy khá là đông. Và mình nghĩ sau này ấy, thì nó sẽ có các cái tour tuyến, hiện tại có một số đơn vị làm du lịch họ có gọi cho mình theo hotline để hỏi về các cái vấn đề như homestay rồi tour tuyến của bên này thế nào, dịch vụ khu vui chơi các thứ, để sau này họ tổ chức các cái tour sẽ đưa những cái đoàn khách du lịch đến đây để ở đây trải nghiệm theo tour. Vì mình nghĩ là sẽ cái tour 2 ngày 1 đêm sẽ là rất là hợp lý. Có homestay ở đây này, có các cái dịch vụ ở đây. Ngoài cái việc mà chúng ta có Grand Go Hà Nội là khu ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí, thì chúng ta còn có các cái khu vực hồ tạo sóng nữa mà. Chúng ta còn có các cái dịch vụ tắm biển nữa, trải nghiệm. Ngoài trải nghiệm không gian văn hóa, lễ hội, sự kiện, âm nhạc, mua sắm, vui chơi, thì chúng ta còn có cái không gian để chúng ta thư giãn nữa, đó là tắm biển rồi chơi các cái trò chơi mạo hiểm tại các cái cụm VinWonder của VinMotion Park 2, VinMotion Park 3. Đó, rất tuyệt vời. Còn đây là đường phố biển 19. Đường này thì rộng 26m. Và xe chúng ta đến Venice, ô tô chúng ta sẽ đậu quanh đây. Ở hai bên đường có các cái slot đậu xe ô tô. Còn trong các cái trường hợp mà các bạn đi xe máy thì chúng ta sẽ gửi ở phố biển 19 thì cũng được. Hoặc là chúng ta đi cuối đường này sẽ có một cái bãi xe ở ngay đầu cái tháp đồng hồ Venice. Sẽ có một cái bãi xe để cả xe máy, để cả xe ô tô nữa. Nhưng ở đấy chủ yếu mình thấy để xe máy và xe điện, cái chạp sạc điện của xe VinFast. Còn để ô tô chúng ta sẽ để ở phố biển 19 này, hoặc là cái mặt vành đai 3.5 mà anh chị chúng ta vừa đi. Đó, tuyệt vời không ạ? Phải có những chủ đầu tư lớn, phải dám nghĩ, dám làm và phải làm. Thay vì chúng ta chê bai, chúng ta hãy cổ vũ, chúng ta hãy động viên, chúng ta hãy ủng hộ, chúng ta hãy đồng hành với những tập đoàn lớn. Thì sẽ đóng góp một chút sức mình vào để cùng đồng hành, cùng phát triển xã hội Việt Nam, cùng phát triển các cái điểm đến, du lịch, cuộc sống con người được nâng cấp hơn, kinh tế phát triển hơn, kinh tế vùng phát triển hơn, dân lao động có công ăn việc làm, người du lịch có điểm đến vui chơi giải trí, cuộc sống văn minh hơn. Nếu mà không có Vingroup đến với Hưng Yên, đến với Văn Giang và tạo thành các cái new city mới, thì chắc chắn là ở đây vẫn là một huyện làm nông đơn thuần thôi, không có gì đặc sắc cả và cũng không thành điểm đến. Và anh chị nào đang quan tâm về các sản phẩm tại Grand Go Hà Nội thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin tư vấn, các chính sách bán hàng cập nhật từ chủ đầu tư Vinhome, cũng như là tìm được các cái sản phẩm phù hợp để anh chị có thể đầu tư sở hữu tại Grand Go Hà Nội. Cảm ơn anh chị đã theo dõi một clip mà khá là dài dòng, khá là lan man về Grand Go Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong các video khác.